chào quý khách. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến toàn thể quý khách một siêu phẩm sầu riêng tại thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Và sau đây chúng ta cùng khám phá. Khu vườn này nằm ngay khu dân cư trung tâm thị trấn, cách quốc lộ 20 chỉ 1 km mà thôi. Vườn có tổng diện tích là hơn 14.000 m2, với tổng số cây là hơn 350 cây đã đến thời kỳ kinh doanh. Siêu phẩm này nằm ngay bên cạnh khu du lịch Đại Tùng Lâm Tôn Hoa Sen, bám 100m mặt đường, cơ sở hạ tầng bao gồm nhà, điện, nước, giếng khoan, hệ thống bếp tưới tự động. Tôi giới thiệu tư vấn đến toàn thể khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng, làm nhà ở và kinh doanh cây sầu riêng. Chào, tôi là Linh, đến từ An Vượng Len, chuyên viên tư vấn đầu tư và kinh doanh bất động sản.